Xin chào anh em, hôm nay mình Đúng Mít sẽ giới thiệu thêm cho anh em một cái mẫu lồng họa mi chạm đại bàng tung cánh 3D tan trơn, rất là đẹp, rất là lạ nha mọi người. Chính vì cái cây này nó tan trơn cho nên cái giá thành của nó sẽ mềm và nhẹ hơn rất nhiều so với các cái cây tan chạm mà bên mình hay đăng lên cho anh em tham khảo nha. Cây này thì giá nó cũng mềm thôi, ngoài một chuyện là mình đã có một cái cây lồng mi chạm 3D, chạm đại bàng tung cánh, sắc nét và đẹp như thế này. Lồng mình đã vô dầu Mobi Z lên màu đẹp hết rồi. Bây giờ về chỉ có việc nuôi thôi nha anh em. Thì đây, tan trơn, hàng nói chung nó bình dân hơn một chút, nhưng mà mình vẫn gắn ở trên đây là một cái móc rồng đồng thau đúc trúc rất là cao cấp, kết hợp với bộ bầu bế chạm cao chạm vàng. Các cái vành cũng như vậy. Ở đây là cái cây kiếm, lưỡi kiếm và cây kiếm hình đại bàng tung cánh nha mọi người, rất là đẹp. Đây là cái phần chân của cây lồng này, mọi người nhìn thấy nó rất là sắc nét, nó dạng hình đại bàng tung cánh rất là đẹp. Giờ cái kiếm này cho mọi người nhìn cái mặt của đại bàng tan trơn, mà tan trơn này không phải là tan trơn như bình thường mọi người hay thấy nha mọi người. Cái tan trơn này nó cũng có nhiều loại lắm, nói sâu xa chút thì nó cũng có nhiều loại lắm, nó có loại A, loại B, loại C nữa. Thì cái này mình làm loại tan trơn đẹp nhất thôi. Tan trơn đẹp nhất là đánh bóng mịn tỉ, và cái mặt trong của cái tan mọi người thấy nó cũng bằng thẳng rồi luôn, chứ không phải là như cái loại BC gì đâu nha mọi người. Đây là cái phần bọ nè mọi người. Như mọi người thấy, bọ cầu cũng là một con đại bàng tung cánh. Còn hai cái bọ trống đây. Đây là một trong ba chân còn lại của cái lồng này, rất là đẹp. Thì mọi người mà quan tâm đến cây lồng mi này thì mình có làm size 56, 60 sẵn, mà thậm chí 64 anh em nào cần mình vẫn đáp ứng nhé. Đó, rất là đẹp. Hiện tại thì hàng sẵn nhiều tại minhdongbich.com, cái website đó mọi người. Đó là cái fanpage là lồng chim Minh Đông Bích nha mọi người. Mọi người cứ liên hệ. Rồi cây này thì giá nó trên một triệu chút xíu thôi. Rất là vừa túi tiền của anh em. Nó tiếp cận đối tượng khách hàng cũng hơi nhiều đó. Anh em nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với bên Minh Đông Bích nha. Xin cảm ơn.